Đây là tu hành sửa đổi. Sửa đổi chính là cái nhìn chính xác. Cái nhìn chính xác thứ nhất, thân không phải là ta. Điều này đối với người bình thường rất khó. Thân không phải là ta. Vậy thân là gì? Thân giống như quần áo mình có vậy. Nó là một công cụ của ta, nó không phải là ta. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này, không nên chấp trước thân là ta nữa. Thứ hai là buông bỏ biên kiến. Biên kiến là gì? Chúng ta nói đối lập. Đây là nguồn gốc của tất cả phiền não. Chúng ta không còn đối lập với người nữa. Bất luận là người thân hay kẻ thù hay oan gia trái chủ, đều không đối lập. Mình người không khác. Không đối lập, tiếp tục buông bỏ thành kiến. Thành kiến là gì? Cho mình là hay. Quan niệm này phải buông bỏ, nó sai lầm. Kệ định là buông bỏ tất cả những quan niệm sai lầm. Nếu bạn có thể sửa đổi được những bộ phận này, đó là tu tập là sửa đổi, thì sẽ chứng được quả tu đạo hoàng. Sáu khả năng của bạn, bạn sẽ phục hồi được hai loại. Hai loại này, cái thứ nhất là thiên nhãn, cái thứ nhì là thiên nhĩ. Bạn có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Vì sao vậy? Vì bạn đã phá được một bộ phận không gian duy thứ. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy không gian 3 chiều, nhưng bạn có thể nhìn thấy 4 chiều, thấy 5 chiều, thấy 6 chiều. Tự nhiên không giống người khác. Vì sao vậy? Không gian duy thứ từ đâu mà có? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Chỉ cần bạn giảm bớt tâm phân biệt chấp trước, buông bỏ được một bộ phận thì phá vỡ được một bộ phận không gian duy thứ. Các nhà khoa học cho chúng ta thấy, đứng về mặt lý luận mà nói, nó không có số lượng, nó là vô lượng vô biên. Cho nên chỉ cần bạn có thể phá vỡ, các nhà khoa học không biết không gian duy thứ từ đâu mà có, nhưng Đức Phật biết được. Nó từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu như buông bỏ hết tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đã phá vỡ được toàn bộ không gian duy thứ. Sau khi phá được hết thì khả năng của bạn rất lớn. Mở mắt ra là bạn có thể nhìn thấy được biến pháp giới hư không giới, không cần dùng kính viễn vọng, không cần sử dụng đến những dụng cụ khoa học. Bạn có thể nhìn thấy những quả địa cầu khác, nhìn thấy tinh cầu rõ, giống như thấy đồ vật ở trước mặt. Những tinh cầu khác cự ly cách chúng ta là vô hạn. Nơi đó có những âm thanh gì, chúng ta ở đây nghe được rõ ràng. Người đó có khả năng này, bản năng. Trong Hoàng Nguyên Quán có đề cập đến, nó có ba loại châu biển. Thứ nhất, khởi niệm lên châu biển pháp giới. Thứ hai, xuất sanh vô tận. Thứ ba, hàm dung không hữu. Loại năng lực này có hay không? Thật sự không thể nghĩ bạn. Không cần sử dụng các công cụ. Cho nên Đức Phật không gì khác là buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hoặc nói là Ngài đã đoạn hết. Cho nên bản năng của Ngài hoàn toàn phục hồi. Cho nên những điều Ngài nói đều là cảnh giới hiện tượng tận mắt thấy được, tận tai nghe thấy, thì đương nhiên là sự thật rồi, chẳng phải là suy đoán, không phải là vọng tưởng. Hơn nữa Đức Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng có khả năng này. Chỉ cần chúng ta chịu buông bỏ thì khả năng này sẽ phục hồi. Cho nên đây là khoa học, khoa học thực nghiệm. Bạn thử xem, bạn thử buông bỏ mà xem. Bạn chịu buông bỏ thì khả năng này thật sự phục hồi. Điều này chứng minh rằng đó là sự thật, chẳng phải giả đâu.
Cuộc sống hàng ngày của phàm phu sống ở đâu? Sống ở chỗ bất bình không ổn định. Vì sao lại có cuộc sống không ổn định? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước gây nên. Chỉ cần có những thứ này, đức tưởng trí huệ trong tự tánh của bạn hoàn toàn không thể hiện tiền. Những thứ hiện tiền là gì? Hiện tượng xiềng xích hiện tiền, phiền não hiện tiền, tai nạn hiện tiền, là như thế đó. Đây là nguyên tắc hướng dẫn tu tập tối cao, cần nên biết.